Chào anh Tư. Thì hôm nay có cái anh em Cam Anh á, này anh nhờ em đây nè. Anh em Cam Anh á thì gửi tặng cho anh 10 kg gạo á. Cảm ơn nhiều. Cái anh em này người ta cũng tiện tặng cái đồng tiền á, người ta gửi cho anh 10 kg gạo. Anh nói rõ cái hoàn cảnh của anh đi, nói lớn á. Và hoàn cảnh em thì em bệnh thần kinh, con có tật, không có ruộng không có vườn, mặn lục bình sống không mà. Thần kinh là sao anh? Thần kinh là cái tâm thần á, em bệnh hai mấy năm rồi. Mày còn vẫn uống thuốc hàng tháng vậy đó. Là lãnh thuốc ở đâu anh? Mỹ Tho á. Qua Mỹ Tho mua không anh ơi? Rồi con của anh thì có tật? Có tật, bò không nói không được. Nó năm nay nhiêu tuổi? 27 tuổi rồi. Còn Út? Thằng Út 24 tuổi. Nhưng mà nó cũng không tốt không? Hay là nó không tốt bằng người ta. Nó cũng không ngon lành ha. Đi làm thì muốn làm là muốn không không à. Rồi bà xã anh đâu anh Tư? Bà xã mất rồi 20 năm rồi. Là lúc sanh đứa 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 Út là nó mất luôn á, vợ mất luôn á. Rồi thêm cái nữa là anh sức khỏe cũng không được tốt. Không được tốt nữa. Thần kinh thuốc ở trên Tiền Giang á. Tiền Giang á. Là bao lâu mới đi lãnh lần anh? Một tháng đi lần. Đó thì hôm nay có em Cam Anh đó gửi tặng cho anh 10 kg gạo. Anh mang ăn lắm anh. Ở Mỹ đó. Thì anh gửi một lời cảm ơn đi. Cảm ơn nhiều anh. Rồi anh xúc gạo đi. Tay hình mốc đi. Để cái xúc đi. Tự xúc luôn. Thì anh Tư là ở xã nào quên anh Tư? Xã An Phú Thuận. Huyện gì? Huyện Châu Thành. Tỉnh Đồng Tháp. Nhưng mà cái đó chỗ đó là ấp gì anh? Ấp Hòa Thuận. Hòa Thuận nha. Ấp Hòa Thuận, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Anh Tư có xài số điện thoại không Tư? Anh nhớ không? Anh đọc coi. Anh có điện thoại mà không biết bấm nè. Không biết bấm à? Dạ. Để có gì tôi để cái số điện thoại của anh lên. Em điện đây. Qua anh gửi máy em số anh, em là qua số anh đó. Rồi điện qua đi. Đó anh điện rồi đó. Sao không vô? Sao em điện sao nó không vô? Không hả? Đó. Anh điện đây. Không vô. Nó không kêu. Rồi, xúc ra 10 kg gạo đi em. Em nữa tôi để cái số điện thoại của anh lên đây nha. Dạ. Máy tôi có vấn đề gì không thì nó điện. Dạ. Kéo cái cân lại đây. Kéo cân á, kéo cân lại luôn. Mười ký gạo ăn được bao lâu anh? Dạ được mười bữa. Đứa con gái thì ở với bà chị hả? Ở với chị Hiền. Dạ cho chứ nhỏ lớn luôn á. Cho luôn chứ. Gà trống nuôi con sao nuôi nổi. Dạ. Đủ 10 kg chưa? Đủ dạ, nha. Dạ chút nữa. Thêm miếng đi. 10 kg gạo ha. Rồi, đủ rồi anh. Đủ chưa? Dạ đủ rồi. Phải đủ mới được, khoan tôi coi mới được. Ăn chút nữa. Chưa đủ không lậu ơi. Chưa. Thêm nữa đi. Đi gấp đâu cái đó đó. Dạ. Rồi. Thôi đây hết đi. Rồi đủ chưa? Rồi. Đó 10 kg gạo. Dạ đúng rồi. Dạ. Thôi giờ coi ấy chuẩn bị đi về trong An Phú Thuận ha. Dạ. Từ đây chổng là bao nhiêu cây số? 7 cây. 7 cây số ha. 7 cây số. Rồi cũng cảm ơn anh Tư. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ.